Chào mừng quý vị và các bạn đã ghé thăm chuyên mục giới thiệu về cuốn sách Tôi Yêu. Tôi tên là Đặng Thị Phúc, hiện đang công tác tại trường tiểu học Nam Phúc Thăng 1. Hôm nay tôi rất vui được giới thiệu đến các bạn cuốn sách Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài của tác giả Robin Sharma. Ông là một nhà lãnh đạo, một chuyên gia đào tạo lãnh đạo. Sở trường của ông là viết những cuốn sách phát triển bản thân, tạo động lực thúc đẩy và truyền cảm hứng sống và làm việc. Thì khác với những cuốn sách trước đây mà mình đã từng đọc thì Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài được thiết kế dựa trên những mục ngắn nói về triết lý cuộc sống. Tổng quan về cuốn sách gồm có 223 trang được chia làm 101 mục nhỏ. Mỗi câu chuyện là một bài học cuộc sống ngắn gọn, xúc tích và vô cùng ý nghĩa, được chia sẻ dưới góc nhìn khác nhau. Song, tựa chung lại, sách gồm có 3 chủ đề chính: gia đình, sức khỏe, giá trị bản thân, và đó cũng là 3 thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Khi đọc cuốn sách này, chúng ta sẽ càng thấm thía câu nói: một gia đình hạnh phúc chính là thiên đường trên trần gian. Gia đình là chỗ dựa vững chắc cho chúng ta khi cuộc đời xuất hiện biến cố. Gia đình là nơi có những người yêu thương ta nhất, nhưng đó cũng là những người chúng ta dễ bỏ rơi nhất. Người trẻ hẳn hiểu rõ tình trạng chúng ta vì công việc, bạn bè, các mối quan hệ nông sâu ngoài xã hội mà bỏ quên bữa cơm gia đình. Rất nhiều ví dụ trong sách Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài được Sharma lấy dẫn chứng từ chính gia đình ông. Trong những câu chuyện nhỏ của mình, ông thường hạnh phúc kể về những lần đi dạo, vui đùa, nấu nướng cùng con cái. Chính những đứa trẻ có đôi khi lại là người đưa cho chúng ta những bài học về cuộc sống. Sức khỏe là tài sản vô giá của mỗi người, nhưng thật tiếc, người ta chỉ biết níu giữ sức khỏe khi đang dần mất đi. Tuy không nói ra trực tiếp, nhưng trong những công văn Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài, tác giả luôn nhắn nhủ người đọc hãy trân trọng và giữ gìn sức khỏe của mình. Nói một cách cay đắng, chúng ta đang rao bán sức khỏe của chính mình để đổi lấy những thứ vật chất kém bền vững. Sách Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài truyền cảm hứng sống lành mạnh khi nghe tác giả kể về những buổi sáng thức dậy sớm, hòa mình vào thiên nhiên tĩnh lặng và đặt bút viết như một màn khởi động buổi sáng. Chỉ 10 phút đi bộ mỗi sáng cũng sẽ giúp bạn nạp năng lượng cho cả ngày làm việc tỉnh táo. Những điều mà ông chia sẻ thật sự là một nguồn khích lệ chúng ta sống lành mạnh và trân trọng hơn sức khỏe của chính bản thân mình. Nhờ có cuốn sách này mà tôi đã rèn được thói quen chạy bộ vào mỗi sáng sớm. Đây có lẽ là phần quan trọng nhất của cuốn sách Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài, thức tỉnh người đọc. Ông khuyên người đọc hãy dũng cảm thoát khỏi cái miệng giếng đang giam giữ con ếch. Đó là ẩn dụ cho một tầm nhìn an toàn và hạn hẹp của những người trẻ hiện tại. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên công nghệ tiến nhanh như vũ bão. Không cần bước lùi, chỉ cần đứng im thôi là chúng ta đã bị tụt hậu so với phần còn lại của thế giới rồi. Khi mà đọc những trang sách, bạn sẽ giật mình vì tác giả nói quá đúng. Chúng ta có phải đang ân hận về quá khứ, lo lắng cho tương lai mà quên mất việc cố gắng ở hiện tại? Đừng bao giờ để ai nói rằng ước mơ của bạn không thể trở thành hiện thực. Cuối cùng, sẽ có người thực hiện điều bạn ước mơ. Tại sao người đó không phải là bạn? Nói về cảm nhận cá nhân của mình thì cuốn sách Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài giống như một người đi trước đang chia sẻ với mình những câu chuyện cuộc sống mà người ấy đã từng trải qua. Sách chẳng khuyên chúng ta rằng cứ làm nữa, làm mãi, mệt thì hãy dừng chân. Câu chuyện ở đây là chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức, để tương lai thế nào thì chúng ta cũng không còn điều gì để tiếc nuối. Trong sách có một câu trích dẫn rất hay:
Khi bước ra khỏi xe trong bãi đậu của công ty, tôi nhận ra một mùi hương thoang thoảng trong không khí, một nét đẹp thanh thoát rất dịu dàng và choáng ngợp. Tôi nhìn quanh và thấy mình đậu xe dưới một tán cây đang nở rộ những cánh hoa màu đỏ và hồng. Mùa xuân đang tới và cây cối đang thay đổi diệu kỳ. Tôi vẫn đứng đó, nhắm mắt và thưởng thức mùi hương. Giây phút đó, tôi cảm nhận mình thật may mắn vì đang sống. Tất nhiên, vẫn còn đó những thử thách phải đối đầu. Chỉ người chết mới không còn thử thách. Tất nhiên, cuộc sống sẽ có lúc tốt đẹp hơn. Nhưng hạnh phúc chính là có được một cảm giác cân xứng vẹn toàn. Tất cả chúng ta đều đang hưởng nhiều phúc lành trong đời. Ví dụ như có người yêu thương mình, hoặc có công việc mình đang làm khiến cuộc đời có ý nghĩa, hoặc con cái khỏe mạnh, hoặc những quà tặng đơn sơ như một bữa ăn trên bàn, một đôi mắt sáng để thấy mọi việc, hoặc như giây phút tuyệt vời dưới tán cây bên bãi đậu xe. Từ quan điểm cá nhân của tôi thì tôi có một lời khuyên dành cho bạn là mỗi khi đọc xong một câu chuyện trong cuốn sách, hãy dành cho mình một khoảng lặng để soi chiếu lại những gì đang xảy ra trong cuộc đời mình. Ngay sau khi đọc xong câu chuyện đầu tiên, hãy là chính mình, tôi đã dừng lại để nghĩ về cuộc sống của mình trong những ngày ở hiện tại. Mình đã đủ dũng cảm, tự tin và yêu thương chính bản thân mình hay chưa? Mình có là chính mình, mình có đang bắt chước một ai để hòa nhập mà quên mất hình hài, tâm trí và bản ngã của mình hay không? Ở lời kết, tôi sẽ không nói với bạn quá nhiều. Quyển sách tôi cầm trên tay thì chỉ có vậy, nhưng cách cảm nhận ở mỗi người sẽ là khác nhau. Tôi chỉ đưa ra cho bạn một lời khuyên chân thành. Nếu bạn đang cảm thấy những ngày trong đời trôi qua một cách nhàn nhạt, thì hãy đọc cuốn sách Đời Ngắn Đừng Ngủ Dài để vẽ thêm màu cho cuộc sống. Cuối cùng, chúc mọi người luôn có một ngày sống thật đặc biệt.